Nhà vườn Minh Khôi xin chào các bác trên mọi miền Tổ quốc. Nhà vườn Minh Khôi review cái lô đào Thất Tốn nhé. Đào Thất Tốn là một trong những giống đào đẹp và giá thành cao nhé. Dễ chăm sóc và dễ trồng được nhiều cây trên một diện tích nhé. Đào Thất Tốn là đào giống đào lùn, đào đỏ và đào phai nhé. Là trong những giống đào để bán uống nước cho giá trị kinh tế rất cao ạ. Trồng sau một năm thì bán cây rẻ nhất cũng phải tầm 1,5 triệu, 2 triệu nha các bác nhé. Đây là cây này cây đã nhỡ rồi, cây nó cao 40-50 phân là cây này cứ thế trồng là chăm sóc là sang năm đã chơi rồi ạ. Cây này là sang năm trồng là bán tầm 2,5 triệu một cây các bác nhé. Các bác nhanh tay mua, số lượng còn có hạn ạ. Ngoài đào Thất Tốn ra em còn có đào phai, đào bích và đào sơn na nhé. Các bác trồng đào gì thì điện cho em số chân hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đào Thất Tốn ra thì em còn rất nhiều cây ăn quả khác nhé. Các bác mua cây gì thì điện cho em số chân hình ạ. Em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Bên em rất có nhiều cây ăn quả, cây công trình, cây bóng mát, cây gì cũng có. Các bác mua thì điện cho em số chân hình nhé. Em quay gần cho các bác để nhận biết. Đào Thất Tốn thì cái dăm nó phải dày nhá, cái dăm nó phải dày nha các bác nhá, không là nó lừa nhá, lừa thành đào ta, đào phai nhá. Đây là cái đào Thất Tốn thì cái dăm nó dày đấy ạ, rất dày luôn cái dăm ấy, cái dăm hoa và lá là rất dày. Cây này đã bói hoa rồi nhá, em quay gần cho các bác xem. Ngoài đào Thất Tốn ra em còn có cả đào phai, đào bích nhá. Các bác mua cây gì thì điện cho em số trên hình ạ. Em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Đào Thất Tốn là một trong những giống đào cho năng suất và chất lượng cao nhá các bác nhá. Các bác mua thì điện cho em số trên màn hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi, địa chỉ khu 31 ha trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đào Thất Tốn ra em thì còn rất nhiều đào khác nhé, đào phai, đào bích và đào lùn nhé, đào sơn na nhé. Em quay gần cho các bác xem cái đào Thất Tốn thì nó cái dăm của nó phải dày nhé, cái dăm hoa nó phải dày ạ. Cây này là cây nhựa, trồng sang năm là đã cho thu hoạch rồi ạ. Các bác mua thì điện cho em số trên màn hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đào Thất Tốn này ra thì em còn có đào bích, đào phai nhé và đào huyền nhé. Các bác mua cây gì thì điện sớm nhé, không thì số lượng nhà em bên em có hạn ạ. Và em rất nhiều cây bóng mát, cây công trình khác ạ. Các bác mua cây gì em có ạ. Em có đủ các loại cây ăn quả, những cây gì em có ạ. Các bác mua thì điện cho em số chân hình ạ. Em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi, địa chỉ khu 31 ha trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Ngoài đào lùn này, đào Thất Tốn này ra em còn các đào phai, đào bích, đào sơn la, đào mộc châu nhé. Các bác mua lại đào thì điện cho em số chân hình ạ. Năm nay đào gốc đào không có, năm nay sẽ đắt nhá. Các bác mua thì điện sớm nhá. Số lượng em có hạn ạ. Địa chỉ vườn em là khu 31 ha trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Các bác đến được vườn không em ship nhá. Em quay cảnh cận cái lô đào Thất Tốn này nhá. Đào lùn này nhá. Các bác nhìn nhá, cái dăm nó phải dày mới là đào Thất Tốn nhá. Các bác để ý kỹ nhá. Đấy, cái dăm nó dày ạ, cái dăm hoa nó phải dày nhá các bác nhá. Đấy, các bác mua phải nhầm nhá. Các bác mua không mua của em được. Các bác nhìn cái video của em là cái đào Thất Tốn là cái dăm nó phải dày nhá. Đấy, không là người ta thành lừa thành đào khác ạ.
Các bác mua thì tốt nhất là mua những nhà vườn có uy tín nhé. Các bác mua thì điện cho em số trên màn hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha ở trấn Như Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đào thất tốn ra em có đào lùn, đào bích, đào phai nhé và đào huyền nhé. Các bác mua nhanh tay nhé, năm nay thì số lượng cây có hạn, gốc ghép nó không có nhiều. Nên các bác mua thì mua sớm nhé. Ngoài đào thất tốn này em còn có đào bích, đào phai và đào sơn la, đào mộc châu nhé. Các bác mua đào gì thì điện cho em số trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha ở trấn Nhất Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đào thất tốn ra thì em có đào phai, đào bích và đào mộc châu nhé. Các bác mua cây gì thì cứ điện cho em số trên màn hình nhé. Bên em có đủ các loại cây trồng, cây ăn quả, cây bóng mát, cây công trình, cây cảnh quan và cây đường phố nhé. Các bác mua cây gì thì cứ điện cho em số trên màn hình nhé. Em tên là Mạnh ạ, địa chỉ vườn là khu 31 ha ở trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Các bác không đến được vườn thì em ship nhé. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh và like cho em để kênh của em ngày càng phát triển, mang những giống mới cho bà con nhé. Bên em nói không với hàng kém chất lượng ạ. Các bác mua nhiều em có hợp đồng hóa đơn cho các bác nhé, nên các bác yên tâm về giống và chất lượng nhé. Bên em làm bán cây này có thâm niên là 30 năm rồi ạ. Em xin chào các bác ạ. Hẹn lại gặp lại các bác video tiếp theo ạ. Các bác nhớ đăng ký kênh và like cho em để kênh của em ngày càng phát triển, mang giống mới cho bà con nhé. Và xem những video cây giống chuẩn nhé.